Nhân buổi họp định kỳ sinh hoạt chính trị thời sự tháng 9, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức phát động cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Mở đầu buổi sinh hoạt, cán bộ hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tiếc thương đồng bào bị thiệt mạng, cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã có thư ngỏ, vận động và được cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng. Kết quả, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tiếp nhận hơn 56 triệu đồng, trong đó hội viên đóng góp trực tiếp tại buổi phát động hơn 17 triệu đồng. Một hội viên gửi ủng hộ gần 35 triệu đồng. Câu lạc bộ trích từ nguồn quỹ hoạt động ủng hộ 5 triệu đồng. Số tiền này sẽ được đăng nộp về Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ để sớm chuyển đến đồng bào đang khắc phục hậu quả thiên tai. Cũng tại buổi sinh hoạt, cán bộ hội viên câu lạc bộ được nghe chuyên đề về kỷ niệm 40 năm kế hoạch phản gián của C12, vụ án tại Hòn Đá Bạc và thông tin tình hình kinh tế xã hội của thành phố.